Ca sĩ Phương Thanh bất ngờ chia sẻ lý do trốn tránh báo chí gần một tháng nay sau sự ra đi của ca sĩ Minh Thuận. Ca sĩ diễn viên Minh Thuận qua đời đã để lại nhiều niềm thương tiếc khôn nguôi cho người hâm mộ, cũng như bạn bè đồng nghiệp của anh, trong đó có ca sĩ Phương Thanh. Mới đây trên trang cá nhân, chị Chanh đã đăng tải dòng trạng thái khá dài để giải thích nguyên nhân cô không nhắc nhiều đến tên Minh Thuận sau khi anh đã khuất. Cô cho rằng không nên nhắc quá nhiều đến tên của người đã khuất để họ sớm được siêu thoát, không phải lưu luyến cõi trần. Nữ ca sĩ bộc bạch, Chanh không nhắc tới nhiều là vì để cho người mất không phải lưu luyến cõi trần. Mất đi là phải về với Chúa và Phật. Chanh cũng đã phải trốn tránh báo chí gần một tháng nay, không dám nói nhiều là vì vậy. Nữ ca sĩ cũng tỏ ra khá bức xúc bởi truyền thông liên tục đưa những thông tin không chính xác về cô trong suốt thời gian tang lễ của ca sĩ Minh Thuận. Cô mong muốn báo chí ngừng nhắc đến những gì liên quan đến người đã khuất để nỗi đau được nguôi ngoai. Chị Chanh chia sẻ rằng, dù là người nổi tiếng hay không nổi tiếng, lúc sống hay mất cũng rất cần sự bình an. Hãy xếp lại mọi thứ ngay lúc này, đó là cách giúp cho vong linh người đã khuất. Riêng trong thời gian vừa qua tháng 7 và tháng 8 âm lịch, nhà Chanh cũng đang có tới 3 đám tang cùng thời điểm với anh Minh Thuận. Hãy để Chanh còn là một người con có hiếu của gia đình. Đừng biến Chanh trở thành một người luôn quan tâm chuyện bên ngoài mà không quán xuyến được chuyện trong nhà. Hãy để cho Chanh có thời gian cân bằng và trung hòa mọi việc. Phương Thanh và Minh Thuận là những người bạn thân thiết lâu dài và hiếm hoi của showbiz Việt. Trong thời gian Minh Thuận bị bệnh, có rất ít người thân ở Sài Gòn chăm sóc. Phương Thanh là một trong số những người luôn kề cận bên anh, động viên nam ca sĩ chiến đấu với bệnh tật. Tuy nhiên khi Minh Thuận qua đời, Phương Thanh đã không thể ở bên nam ca sĩ. Và gần 2 ngày sau khi Minh Thuận qua đời, đêm ngày 19 tây tháng 9, Phương Thanh mới có dòng chia sẻ đầu tiên về nam ca sĩ quá cố. Trước đó, cô chỉ lặng lẽ chia sẻ cáo phó về tang lễ người anh thân thiết trên trang cá nhân. Trước đó đã có thông tin Phương Thanh sang Ấn Độ xuống tóc để cầu an cho Minh Thuận, nhưng nữ ca sĩ đã phủ nhận thông tin này. Không nên đưa sự việc của Minh Thuận vào sự xuống tóc của Chanh sẽ làm mất đi ý nghĩa Phương Thanh đang làm. Tam đạo lớn lắm, nghiệp ai người đó trả, nhân quả luân hồi của ai người đó chịu, anh Thuận cũng phải trả nghiệp của chính mình, không ai gánh giùm được cả, cô viết trên trang cá nhân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!